Mới lại quay vào chưa nhỉ? Em nghĩ là qua vào rồi. Xin chào quý vị khán giả. Chưa thấy ai. Cái phần bình luận có thể là vẫn sẽ xuất hiện nhưng mà mình đấy, Đây rồi, đây xin chào rồi. khán giả Khán đầu giả đầu tiên, xin tiên. chào khán giả Văn Dũng. Chúc mừng ạ. Chúng Khán tôi giả nhìn thấy khán giả Văn Văn Dũng Dũng là là người người đầu đầu tiên. tiên. Tiếp theo là ai đây ạ? Quên đi quá khứ. À, quên đi quá Giờ khứ mới đến rồi. tình. Xin chào khán giả Quên đi quá khứ. Xin Xin chào, chào. xin chào tất cả mọi người, xin chào khán giả Triệu Đinh, anh Nguyễn Ba, Ngọc Chiên, xin chào tất cả mọi Xin người nha. chào. Rồi, bây giờ chúng ta đang có 100 gần 200 người khán giả, gần 200 khán giả rồi, rất nhanh, rất nhanh. Chắc chắn là con số này tăng rất nhanh. Thường những buổi livestream ở đây thì chúng ta có thể lên tới hơn 1.000 Hơn người một nghìn xem. mắt xem vì Đó. các quý vị khán giả rất là quan tâm đến thời tiết và không biết là mọi người đã đọc cái dòng tít mà tôi đặt chưa, vì đó là thông tin về đợt không khí lạnh sắp tới, miền Bắc sắp chuyển rét rồi mọi người ơi. Xin Xin chào tất cả mọi chào. người. Hôm nay chúng ta có một cái filter có vẻ là Hơi cũng đấy, trời ơi, hắt hơi hơi khác được, khác nhiều đấy đúng không? hắt xin chào tất cả mọi người nha. Đấy, thôi. Chúng ta bây giờ xem, ôi bây giờ chúng ta có hơn 400 mắt hơn 400 xem gần rồi. 500 khán giả rồi. Em nghĩ là chỉ cần 30 giây nữa thôi là sẽ lên 800 mắt xem rồi. Xin chào Chào mọi khán giả Lê Văn người. Tuấn, xin chào mọi người. Hãy đợi thêm thêm một chút đi để chúng ta sẽ cùng trao đổi những cái thông tin thời tiết hot nhất trong ngày hôm nay. Chúng tôi đã có mấy cái thông tin rất là hấp dẫn để muốn chia sẻ mọi người đây. Đúng vậy ạ. À. Mọi người đừng quên là chia sẻ cái livestream này để cho bạn bè người thân của mình cùng cập nhật thông tin thời tiết. Nếu mà ai cứ than vãn về thời tiết thì hãy share cái này cho người đó nha mọi người. Khán giả Gia Bách bảo là anh Tùng và chị Hằng ơi, tháng 4 miền Bắc đã chính thức bước vào mùa hè chưa ạ? Đây, một khán giả mà rất là cẩn thận lại còn đặt câu hỏi bằng in In hoa nữa, hoa in in đậm hoa để nữa. cho kiểu như là để mọi người dễ quan nhìn thấy, đọc từng tin nhắn của mình hơn ấy. Tháng 4 à? Tháng 4 thì vậy thì bạn phải theo dõi livestream nhiều hơn Ừ. để mà cập nhật thời tiết xa rồi. Tại vì trong những bản tin livestream thì sẽ cập nhật từng ngày hàng ngày hàng ngày. Và đừng quên theo dõi thông tin thời tiết trên các số phát sóng của chúng tôi nữa nha. Tháng 3, tháng 4 thì đang trong cái giai đoạn là giao mùa rồi và cũng đã Ồ. dần dần chuyển sang mùa hè rồi. Em cho mắt xem rồi Nhưng đang mà dần dần chúng ta vẫn còn trong tháng 3 này chúng ta vẫn sẽ còn những cái đợt không khí lạnh mọi người nhé. Và cụ thể là chuẩn bị đón một cái đợt không khí lạnh mà nó cũng làm cho nhiệt độ giảm rất là nhiều đấy nhá. vâng Giảm vâng rất là nhiều và xuống tới mức rét luôn mọi người ạ. Chia sẻ luôn với mọi người như vậy. Nhưng mà cái thời tiết vẫn sẽ lại thay đổi thất thường, tức là nó Ừ. sẽ không lạnh một thời gian dài mà nó lại chỉ lạnh ít ít thôi lại nóng trở lại. Thế nên là mọi người hãy theo dõi thời tiết cùng với chúng tôi nha. Chán mưa nồm lắm rồi, Sáng mưa khán nồm giả lắm bên Mỹ. rồi, khán giả Mỹ. Nhưng hôm nay là trời cũng tạnh ráo nhiều ấy hôm chứ nhỉ? nay hôm nay tạnh ráo rồi, Hôm nhưng nay mà đỡ nhà ai rồi. nồm thì vẫn sẽ nồm, nhất là những nhà ở trong Ở trong ngõ sâu trong thôi. ngõ hoặc là ở những cái vị trí nó hơi thấp, Vâng. kiểu nhà mặt đất ấy, thì dễ bị nồm. Chứ còn về cơ bản hôm nay được Tùng thấy là thời tiết nó cũng đã có vẻ là ổn hơn, tích cực hơn. Khán giả Tống Yên hỏi mùa hè năm nay có nóng hơn không? Hằng My không biết rằng ở ngoài Bắc nóng hơn không, nhưng mà Nam Bộ đang trải qua những ngày nóng nhất của mùa khô, không có một giọt mưa nào trong gần gần 40 ngày nay anh Tùng ạ. À, em không biết là những người dân miền và Nam thì như thế nào. và theo dự báo là có thể là sẽ là trên 40 ngày, bởi vì là trong một tuần tới thì Nam Bộ và Thành phố Hồ Chí Minh thì Ôi, vẫn là nắng nóng, nắng mà nóng gay gắt hôm luôn nha nay chắc là này. đến hôm nay nó cũng phải tầm 37 38 ngày rồi nhỉ, Vâng. tầm tầm thì đấy cũng Hơn không. hơn 37 ngày rồi đấy, lần trước Ừ, là đã 36, anh em đó livestream là thì hôm 36 nay ít rồi. nhất cũng phải 37 38 rồi, mà trong Ừ. một tuần tới có nghĩa là 40 mấy ngày, có khi Ôi. nào 2 tháng liền Không có nắng một nóng giọt không. mưa. Hy vọng là không đến mức như vậy để mọi người cũng đỡ khổ hơn. Thực sự là trong cái thời tiết như thế rất là khắc nghiệt. Wow. Xin chào quý vị khán Xin giả. chào tất cả mọi người. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ và hãy cùng nhau tự cập nhật những thông tin thời tiết trong những ngày tiếp theo ở cả nước nha. Tiếp tục với các comment của mọi người. Cao Bằng ngày mai ra sao? Vậy thì Hằng My sẽ tìm xem là Cao Bằng ngày mai nhiệt độ cụ thể như thế nào và cái xu hướng thời tiết ở Cao Bằng nó như thế nào, nó có giống với nhiều nơi khác của miền Bắc hay không? Đây, Cao Bằng thì không mưa, sáng sớm mà có một chút sương mù. Nhiệt độ thì 22 đến 29, cũng vừa phải, cũng khá dễ chịu. Không biết là trên Cao Bằng thì có bị nồm như là ở Hà Nội và vùng đồng bằng không ta? Khán giả Hộ Phê hỏi là mai rét chưa MC? Chị Hằng My mai rét chưa? À, mai. Mai là thứ Ừ. hai. Thứ hai thì rét chưa Chưa, về đâu chưa, chưa ạ. mọi người ạ. Không khí lạnh chưa về. Khả năng là phải là sang ngày thứ ba nhỉ. Sang ngày Sang thứ ngày thứ ba không ba khí thì không khí lạnh lạnh về. về. Và Lúc kéo đó theo mưa. đúng rồi. Mưa sẽ xuất hiện. Mưa và miền Bắc là mưa và rét và lạnh nhé mọi người nhé. Sẽ có những điểm trời rét và có những điểm trời lạnh. Ví dụ thủ đô Hà Nội có thể là rét đấy. Nhiệt Vâng. độ 2 ngày thứ 3 và thứ tư của tuần sau là chỉ có khoảng 20 và 21 độ 21 C độ thôi, là C như vậy là trời thôi, rét rồi, trời trời rét. rét.
Và đó cũng là cái nền nhiệt chung của khu vực miền Đông Bắc Bộ đấy quý vị ạ. Tại vì hơi không khí lạnh về sẽ làm cho mưa xuống, kéo nhiệt độ giảm xuống. Và không chỉ miền Đông Bắc Bộ đâu mà Bắc miền Trung và Trung Trung Bộ cũng bị ảnh hưởng và mưa luôn. Mưa trong 3 ngày là thứ 3, thứ 4 và thứ 5 của tuần sau. Đó, cũng là ảnh hưởng của không khí lạnh. Miền Bắc liệu hết nồm chưa ạ? Khả năng là sẽ hết nồm vào ngày thứ 3. Khi mà không khí lạnh về. Không khí lạnh về. Còn ngày mai thì chắc là vẫn còn đấy, vẫn còn hơi. Ngày mai còn có khả năng sẽ tăng thêm 1 độ so với hôm nay anh Tùng ạ. Trời ấm lên nên là nồm lại còn kinh khủng hơn, nhưng mà lại hết mưa phùn rồi. Hà Tĩnh có rét không? Hà Tĩnh à? Hà Tĩnh thì ngày mai là hình như nắng cũng ấm áp. Chưa lạnh đâu. Hà Tĩnh thì vẫn là 23-27 đến không mưa. Ngày mai thì cũng chung sướng của miền Trung, ngày mai chỉ có Thanh Hóa là mưa phùn và sương mù về đêm và sáng sớm. Vâng. Thế trong cả có thể là rải rác trong ngày. Yeah. Thế còn Từ Vinh đến Huế thì sẽ có sương mù về đêm và sáng. Ừ. Nhưng mà nói chung là nhiệt độ thì cũng vừa phải, ấm áp ấy mọi người. 27 đến 30. Tuy nhiên thì khu vực Nam Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên thì lại tăng nhiệt nóng hơn, nhất là Gia Nghĩa còn chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ. Thế nên là quý vị nào mà đi du lịch ở khu vực Tây Nguyên sẽ hơi nóng chút xíu vào giữa trưa. Mọi người hỏi là không khí lạnh có kéo dài hay không? Tức là nó về nó sẽ có ở lại lâu không? Thế quý vị khán giả thích nó kéo dài lâu hay là thích lạnh xong rồi lại không lạnh nữa, rồi nó chuyển sang nồm? Thích là kéo dài lạnh hay không nè? Riêng em thì em cảm thấy là lạnh thêm vài hôm nữa để níu kéo cái mùa lạnh. Như anh Lành cũng thích nha. Như anh Lành cũng thích thời tiết lạnh và rét nha. Thích nha. Vâng. Thích hơn là với anh thích hơn mùa hè. Mùa hè thực sự rất là kiểu nóng nực ấy. Nóng quá. Nhiều người thích mùa hè để đi biển, đi tắm biển, đi các thứ. Nhưng mà anh thì anh thích mùa lạnh lạnh này hơn. Cảm giác nó kiểu như là mặc ấm thôi là ok, chứ còn mùa hè thực sự là kiểu nó nóng nực ấy, khó chịu ấy, kiểu không thể nào làm thêm cách để nào bớt nóng được. Còn mùa đông thì chỉ cần mặc thêm thôi thì sẽ ấm. Nhưng mà bây giờ thì đang trong cái khoảng thời gian là gọi là giao mùa ở miền Bắc ấy, thế nên là thời tiết nó thay đổi, nó rất là thất thường luôn. Rất là thất thường luôn. Ví dụ như đang ấm ẩm đúng không, xong rồi đến thứ ba không khí lạnh về thì lại mưa rét. Vâng. Nhưng mà cũng chỉ khoảng 2 ngày thôi. Sau đó lại đâu vào đấy lại tạnh giáo và nhiệt độ tăng dần, và đến cuối tuần sau thì lại 27-28 độ bình thường mọi người ạ, lại ấm bình thường. Như vậy là ở miền Bắc cũng như là riêng thủ đô Hà Nội thì trời được dự báo là sẽ rét trong khoảng là chỉ có 2 ngày, là ngày thứ 3 và thứ 4 của tuần sau thôi mọi người nhé. Vẫn là mình phải cần nhiều thông tin thời tiết để mà có thể cập nhật và chuẩn bị sẵn. Nếu như mà quý vị nào mà chưa phơi phóng quần áo chăn màn thì ngày mai là ngày mà tạnh ráo và ấm còn lại thôi, sau đó lại nóng mưa lại, và rét mưa và rét lại. Thực sự những ngày này quần áo đúng là cũng hơi phơi là cũng hơi khó khô. May quá ví dụ như là Tùng là có máy sấy. Em nghĩ là ở người dân Bắc Bộ thì ai cũng phải cố gắng đúng một rồi. Cái máy sấy hoặc là cái có chứ cái tủ sấy ạ. Ừ, chứ không thì khó lắm mùa này lắm. Thích thời tiết lạnh hơn. Khán giả Chí Nguyễn, Hà My tin rằng là cũng rất là nhiều khán giả cũng thích thời tiết lạnh hơn. Mai hết nồm ẩm chưa? Hiện tại thì cái hiện tượng nồm ẩm vẫn sẽ kéo dài hết trong ngày mai, tới thứ ba thì sẽ đỡ. Thầy anh Tùng đang mang lại thêm ánh sáng để cho nhìn rõ mặt hơn, với lại lên hình nó đỡ bị tối hơn. Nào, mọi người ơi, mọi người ở khu vực nào thì hãy comment để mà Hằng My cùng với anh Tùng có thể cập nhật thông tin thời tiết trong những ngày tới ở khu vực đó nha. Sao hai anh chị này xinh thế? Chắc chắn là do cái filter ngày hôm nay rồi. giảm bớt đèn nhưng nó sáng quá. Đây này, đỡ hơn này. Đấy, để cho mọi người nhìn rõ mình hơn. Vâng. Sapa, Lào Cai, mai nắng không ạ. Một trong những nơi mọi người rất là thích, và Tùng cũng mới đi Sapa về. Rất thích Sapa, mới đi cây đây mấy hôm thôi. Hôm nọ thì sương mù, đúng đi đúng vào đợt sương mù. Cứ lúc đầu thì cũng hơi lo là kiểu như sương mù thì cũng bất tiện, nhưng mà thật ra sương mù cũng rất đẹp. Đấy. Vâng. Nhưng mà đợt này thì chắc là không sương mù nhiều như vậy nữa. Vâng, đêm không mưa, ngày nắng và nhiệt độ trong khoảng là 16 đến 21 độ C. À, như vậy là nắng ráo nhiều rồi. Vâng. Đấy, nhưng mà thời tiết vẫn còn lạnh này. Về đêm thì trời rét, mọi người nhớ mang đầy đủ quần áo ấm nếu đi Sapa nhé. Thời tiết hai hôm nay ở Thanh Hóa nồm ẩm khó chịu quá, đúng rồi ạ. Và nhiều nơi khác của miền Bắc cũng như thủ đô Hà Nội của chúng tôi thì cũng như vậy. Đều là vẫn là có cái hiện tượng nồm ẩm. Những người mà nhiều nhà là ở trên cao, ví dụ chung cư các thứ thì có thể là đỡ hơn. Thế còn những nhà trong sâu trong ngõ thì vẫn bị nồm bình thường.
như nhà Tùng hiện nay cũng đang bị nồm rất là nhiều, nhà nó cứ ẩm ướt ẩm ướt, và rõ nhất là quần áo rồi là ví dụ khăn tắm trong nhà vệ sinh nhà mình ấy, nó cứ nó nặng 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 đấy, và cảm giác nó không được khô ráo ấy. Thành phố Huế thì sao ạ? Thành phố Huế đêm không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng trong ngày nay và ngày mai thôi. Tuy nhiên là tới thứ ba, thứ tư thì lại bị ảnh hưởng bởi không khí lạnh chung với miền Bắc, nên là lại sẽ có mưa đấy ạ. Cuối tuần này thời tiết thế nào? Cuối tuần này là nhưng mà hôm bạn nay không... cuối tuần. Ừ nhưng mà bạn cuối tuần này ý chắc là bạn cũng nói cuối tuần sau. Cuối tuần sau. Ừ, cuối tuần sau. Nhưng mà vấn đề là bạn lại không nói là khu vực nào, mà bây giờ thì thời tiết ở các khu vực lại rất đang rất khác nhau. Đấy. Thì thôi bây giờ trả lời cho cả ba khu vực đi. Vâng, cả ba khu vực nhé. Nãy giờ mình nói nhiều về miền Bắc rồi. Miền Bắc thì dự báo là ngày mai sẽ là nồm ẩm nốt ngày mai, thứ ba, thứ tư sẽ có không khí lạnh. Cuối tuần thì như nào? Kéo mưa. Cuối tuần thì sẽ khiến cuối tạnh tuần dần, cuối tuần tạnh ráo dần dần và nhiệt độ, nhiệt độ tăng lên 27-28 độ. Trời ấm. Còn miền Trung thì sao anh Tùng? Miền Trung mà miền Trung thì hiện nay thì Tùng hiện nay thì cũng chưa có thông tin thời tiết cho cả một tuần đâu. Tùng chỉ nhớ là tạm thời nhá, tạm thời cho 2 đến 1-2 ngày tới ấy, thì vẫn là nắng nhiều thôi. Chỉ có ở phần phía Bắc của miền Trung, đối với Thanh Hóa này hay là Vinh ấy, thì là có thể là có mưa. Từ Vinh đến Huế là có thể là có sương mù và đêm và sáng sớm thôi. Nhưng mà về cơ bản thì các thành phố của miền Trung cái thời gian này ấy, là đều là nắng nhiều, nhưng mà lại ở trong khoảng vừa phải. Khá là ok luôn. Không bị quá nóng nhá, nhiệt độ vừa phải. 31-33 độ phù hợp để mọi người có thể đi du lịch tắm biển, là đúng rồi đó mọi người, đã đến lúc đi du lịch, đã đến lúc đi tắm biển rồi. Quy Nhơn, Nha Trang, Phan Thiết, Đà Nẵng, những cái bãi biển rất đẹp của Việt Nam mình. Tuy nhiên là ở bên phía Tây Nguyên thì lại nóng hơn, nhỉn hơn, và thậm chí còn xuất hiện nắng nóng cục bộ Gia Nghĩa nữa. Khán giả Nguyễn Thùy Ninh hỏi là chiều mai ở Hải Dương có mưa không ạ? Em tổ chức chương trình cho học sinh. Thế thì mình sẽ xem cụ thể ở Hải Dương luôn nhé ạ. Khả năng mưa to thì không có, nhưng mà mưa lất phất, gọi là mưa nhỏ, mưa phùn ấy, thì cũng có thể, nó nói chung không đáng kể. Thời tiết nó cũng tương tự như là kiểu 1-2 hôm nay này. Đó. Đêm và sáng thì có mưa nhỏ, mưa phùn. Chủ yếu về đêm và sáng. Ban ngày thì có thể về cơ bản sẽ là tạnh ráo thôi, nhưng mà gọi là thời tiết cũng có nắng thì chưa, đúng không? Và bầu trời chủ yếu là nhiều mây, nhiều mây. Nói chung là cũng không đáng lo lắm đâu ạ. Chúng ta vẫn có thể là tổ chức những cái hoạt động đó được cho các em học sinh. Thời tiết thì sẽ không có sự thay đổi nhiều so với những ngày trước ở Hải Dương, nên là bạn khán giả yên tâm nha. Chúng ta cùng đến với comment tiếp theo. Tỉnh Phú Thọ ngày mai có mưa. Mai em đi Phú Thọ đây. Bây giờ em cũng xem luôn thời tiết xem như thế nào. Phú Thọ ngày mai thì chắc cũng như hôm nay thôi, cũng không có cái gì đặc biệt lắm thay đổi, đúng không? Ngày mai thì chỉ lưu ý về đêm và sáng sớm thôi, chứ còn ban ngày thì trời cũng tạnh ráo, nhiều mây mà. Trung xu thế hết như vậy ở phía Đông Bắc Bộ. Đây rồi. Đây. Tương tự như Việt Trì và Tam Đảo của Phú Thọ. Thì lại đêm sẽ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, không biết là đêm và sáng thôi, đêm và sáng thôi. Ban ngày là về cơ bản là trời nhiều mây mà. Vậy thì cùng okay, chung xu hướng của Đông Bắc Bộ. Với Đông Bắc Bộ rồi. Nhiệt độ bao nhiêu? Nhiệt độ khoảng cao nhất là bao nhiêu? 26. Rồi, 26 độ. Không lên tới 26, tuy nhiên là khúc ở Tam Đảo thì nó sẽ... Tam Đảo thì đương nhiên là sẽ thấp rồi. Nó chắc khoảng 25-26 độ. Nói chung là ấm. Thế thì ấm, thời tiết cũng thuận lợi cho chuyến đi của em và cả các khán giả ở Phú Thọ nữa. Và chính ra như hôm nay Tùng thấy là ở thủ đô Hà Nội sẽ có những cái lúc buổi chiều hôm nay thời tiết quá đẹp. Đẹp ý. Vâng, chiều hôm nay thì em đã ở đây cả một buổi chiều này. Anh trưa hôm nay dẫn các bản tin này, sau đó thì có đi ăn trưa, đi ra ngoài đấy, sau đó đi ăn trưa xong rồi đi uống cà phê cùng mọi người. Thời tiết đẹp nha, mọi người thích nha. Cảm giác nó rất là mát mẻ mà lại hôm nay lại tạnh ráo nữa. Đấy. Đúng là một buổi cuối tuần lý tưởng để cho mọi người ở Hà Nội có thể ra ngoài. Bao giờ miền Bắc hết nồm ẩm? Đây là câu hỏi mà rất nhiều khán giả cũng hỏi, và chúng tôi xin được nhấn mạnh lại một lần nữa là khả năng là đến thứ ba. Thứ ba nhé mọi người nhé, ngày mai mới là thứ hai thôi. Khả năng đến thứ ba thì cái tình trạng nồm ẩm sẽ chấm dứt khi mà không khí lạnh về và trời sẽ có mưa. Mưa xuống là sẽ hết nồm. Thế nên là thứ ba, thứ tư sẽ hết nồm nha. Quý vị nào ở miền Bắc ơi, anh ơi, bao giờ miền Bắc mới có mưa? Đấy vừa trả lời xong. Thứ ba, thứ tư sẽ mưa rét nha mọi người. Hết quần áo mặc luôn rồi anh chị ơi. Khán giả La Kim Khoa, bạn ơi, mua luôn quần áo mới đi. Mua luôn bộ mới bạn ơi. Lại còn vừa lạnh vừa cần thêm quần áo mà lại còn vừa mưa nữa. Mua luôn quần áo mới. Đến tận cuối tuần sau thì khả năng mới ấm lên và có nắng được nha mọi quý vị.
Ngoài trời hôm nay đẹp nhưng mà trong nhà thì không đẹp vì nồm chứ. Ô, chuẩn luôn. Thế thì mình nên đi ra ngoài. Chuẩn luôn. Khán giả Hoàng Dương nói rất là đúng nhá. Nhận xét, nhận định về tình hình thời tiết rất đúng luôn nhá. Những ngày này ở ngoài trời thì đúng là khô ráo này, khá là đẹp, nhưng trong nhà thì vẫn còn nồm mà đúng. Vâng. Giải thích một chút cái hiện tượng này cho mọi người nhá. Là bởi vì là thời tiết ở ngoài khi mà nó ấm và ẩm ấy, ở ngoài đường ấy, ấm ẩm ấy, thì những cái luồng gió ấm ẩm đấy đi vào trong nhà thì gặp cái bề mặt sàn nhà, tường nhà nó còn lạnh ấy. Trong nhà nó còn lạnh mà. Cái không khí ấm ẩm đi vào mà gặp lạnh như thế thì nó sẽ ngưng tụ tạo thành nước. Đấy, thì đấy là hiện tượng nồm ẩm thôi. Thế thì để tránh nồm ẩm thì hạn chế nồm ẩm thì mình làm cái gì? Em nghĩ là đầu tiên mình nên tránh mở cửa để mà không được mở cửa ngăn gió từ ngoài vào. Nhiều người cứ nghĩ là mở ra cho thoáng nhưng mà không phải. Nhưng không hề thoáng thì lại càng nồm hơn. Kéo thêm không khí vào. Ừ, đúng vâng. Rồi. Thì ngoài ra cũng sẽ sử dụng những cái máy hút ẩm này, nếu có thể này. Máy lạnh khi mà chưa có máy hút ẩm thì anh có một cách là anh dùng máy điều hòa không khí nhà mình, máy lạnh ấy. Dạ. Bật lên, có chế bật chế độ dry, chế độ khô, hút ẩm. Thế là rất xong. Ok. Đừng lau nhà nha quý vị, lau nhà càng lau càng ướt. lau rẻ khô ướt. Thì thôi còn được. Dạ. Nhưng mà lau rẻ ướt là không được là mọi người nhé. Ướt nhẹp luôn. Lau bằng rẻ khô, lấy rẻ khô lau nhà được, thấm thấm kiểu thấm ướt ấy. Ô, khán giả Mai Đức Trọng khi nào xuân về vậy? Đây là thời tiết mùa xuân mà đúng không ạ? Đây chính là mùa xuân của miền Bắc. Kiểm tra đấy nhá, kiểm tra chị Hằng My nhá, chị Hằng My lại bảo là ôi sắp về nữa rồi. Không, mình phải cẩn lắm. Đóng cửa kính, không bật quạt, bật điều hòa không khí. Đấy, chẳng cũng khỏi được khán giả Hoàng Dương rồi, chứng tỏ là rất là hay theo dõi các bản tin dự báo thời tiết, là nắm được không những thông tin thời tiết mà cả cái thông tin khuyến cáo nữa. Đó. Em nghĩ rằng là nhìn chung khán giả Bắc Bộ cũng sẽ phải đối mặt với mùa nồm rất là nhiều năm qua rồi. Thế nên là không, chứ từ lâu nay vẫn sẽ có mùa nồm thôi anh. Đúng rồi, đấy là nỗi ám ảnh của những khán giả ở miền Bắc mà. Nên cứ mỗi năm lại có thêm một tip mới. Hà Tĩnh khi nào có không khí lạnh về? Có đấy. Dạ, không Hà lại. Tĩnh có. Thứ ba luôn ạ, thứ ba sẽ có không khí lạnh về và sẽ cùng chung xu hướng với miền Bắc là có mưa. Khán giả Hương Giang hỏi là Hà Nội đến thứ mấy thì hết mưa? Dự báo là thứ ba thứ tư mưa, trong thứ ba thứ tư thôi và từ thứ khả năng là thứ năm. Vâng, khả năng là thứ năm thì sẽ tạnh mưa. Tạnh mưa ạ. 19 tháng 3 ở Hải Dương, 19 tháng 3 ở Hải Dương. Gần rồi, hôm nay là 19 tháng 3 đúng là thứ hôm nay 17 rồi. 19 thì là bắt đầu không khí lạnh về. Mưa bạn nhá. Mưa và trời lạnh và trời rét nhá. Đợt rét này không quá sâu đâu ạ, khoảng từ 19-21 độ thôi ạ. Ừ đúng rồi, thấp nhất nó chỉ khoảng 19-20 độ thôi. Chứ không bị quá rét đâu mọi người nhé, gọi là rét nhẹ thôi. Rét nhẹ thôi chứ. Trời lạnh thì đúng hơn. Trời lạnh, lạnh đúng không ạ? Rét nhẹ, trời lạnh. Mai còn mưa phùn không? Khả năng là sẽ bớt mưa phùn không, nó sẽ giống như hôm nay đấy ạ. Ở ngoài ở Hà Nội thì ngoài trời hôm nay hoàn toàn là khô ráo rồi. Chị Hương Giang gửi lời cảm ơn bởi vì là chúng ta đã trả lời câu hỏi của chị. Cảm ơn chị Hương Giang đã comment nhá. Em ơi, Thái Bình bao giờ hết mưa hay em ơi? Thái Bình bao giờ hết mưa ha? Bình... bây giờ thì cũng mưa lất phất, vẫn mưa này, xong rồi thứ ba thứ tư vẫn mưa, khả năng phải thứ năm cuối tuần, đúng rồi, thiên về cuối tuần chính xác, cuối tuần hết mưa càng thiên về cuối tuần thì thời tiết ở Thái Bình cũng như là miền Bắc sẽ tốt lên ạ. Trời tạnh ráo và ấm áp hơn, là nhiệt độ sẽ tăng dần lên khoảng 27-28 độ. Úi giời, bao giờ cho đến mùa hè thèm nắng lắm rồi. Đến mùa hè thì mình lại sợ là bạn lại nhớ mùa đông đấy bạn Quỳnh Anh ơi. Đến mùa hè nóng lắm, như Tùng rất sợ mùa hè luôn. Hay bây giờ khán giả Quỳnh Anh bắt xe đi vào, bắt máy bay vào trong miền Nam đi. Miền Nam đang nắng, không có một giọt mưa nào. Phải gọi là kinh khủng, đúng không? Dạ. Phải đến 40 ngày nay rồi. 40 ngày nay là nắng nóng liên, mà nắng nóng liên tục, không có mưa trái mùa luôn mọi người ạ. Đây cũng là hiện tượng hiếm gặp nha. Bây giờ mình có, người ta có thống kê đấy. Người ta có thống kê là so với năm ngoái đi. Vâng, so với năm 2023 thì số ngày nắng nóng liên tục, gần gấp 3 lần rồi đó. Còn nếu mà tính từ năm 2019 đến nay ấy, thì năm nay, năm 2024 ở Nam Bộ thì cũng là năm mà có cái số ngày nắng nóng liên tục nhiều nhất từ 2019 bây giờ. Đó. Đúng là ba miền ba trạng thái thời tiết khác nhau. Đúng rồi, đợt này rất là khác nhau luôn. Khán giả lại tiếp tục hỏi về các khu vực riêng. Sáng 19 tháng 3, Bắc Ninh có mưa lạnh không? Nhất trí trả lời câu hỏi này. Thứ ba, mưa lạnh luôn, đó. Chính xác. Sáng 19 tháng 3 là thứ ba là không khí lạnh về đấy ạ. Có mưa và lạnh đấy ạ. Không khí lạnh về là khả năng là sẽ gây mưa. Khán giả Nguyễn Minh Tuấn, mùa xuân chỉ đẹp trong thơ ca, phù hợp để trồng cây thôi ạ. Chứ mùa này mưa phùn, nhà nồm ẩm.
mưa suốt khó chịu lắm. Cũng đúng nhưng mà cũng không đúng hoàn toàn. Thực ra mùa xuân thì nó cũng có hôm thời tiết đẹp. Vâng, ví dụ như hôm nay trời quá là đẹp ở Hà Nội đi ha. Đỡ hơn. Yeah, cũng có những khoảnh khắc và đẹp. Em cũng có một cái khoảng được ngồi cà phê thì em nhìn ở trên ngọn cây có những cái chồi nó nhô mùa xuân, lên mùa xuân nó đâm chồi nảy lộc vì mùa đông là lá đã thay hết rồi. Cây thì trơ trọi lá nhưng bây giờ đã bắt đầu có những cái sức sống mới, cảm giác cái tinh thần mình nó cũng rất là mới, rất là tươi. Ví dụ như là mấy hôm nay mà nồm nồm thì nó không thực sự đẹp nhá, nhưng mà ví dụ bây giờ nó hết nồm xem đúng không? Xong bắt đầu này nắng một chút ấy, thì lại là đẹp bình thường. Đấy tức là mùa xuân thì cũng có những cái ngày thời tiết rất là đẹp luôn. Thế nhưng mấy hôm nay thì không đẹp lắm bởi vì là đúng là có nồm, hiện tượng nồm mà. Cho em hỏi sáng mai Hải Dương có mưa không? Hải Dương sáng mai thì không mưa rõ như là thứ ba đâu. Có thể là bởi vì nhầm, là chỉ có mưa phùn. Mưa phùn vào đêm và sáng. Gọi là lất phất thôi bạn ơi, tức là nó ẩm ấy. Đêm và sáng nhiều mây, mưa nhỏ mưa phùn. Mưa nhỏ thôi. Chán quá, Bắc Ninh hội hè nhiều quá. Nhiều quá trời mà thời tiết chẳng ủng hộ gì cả. Ở Bắc Ninh. Đúng là Việt Nam thì là một trong những quốc gia mà phải nói là có những cái lễ hội nhiều, gọi là thuộc hạng nhiều nhất trên thế giới luôn. Rất nhiều lễ hội, đặc biệt là ra Tết. Em để ý là đúng rồi, ra Tết vào mùa xuân mọi người hay có những cái lễ hội. Thời tiết những ngày này thì không ủng hộ thì nhưng mà cũng không quá xấu nhỉ. Vâng, gọi là không đẹp thôi. Chứ còn cũng được và mọi người ạ, nếu mọi người có cái kế hoạch nào đi du xuân thì chúng ta cũng có thể là tiến hành được. Bây giờ thì còn gọi là du xuân không anh? Vẫn được. Vẫn là du xuân đúng không? Mới ra Tết vẫn có thể gọi du xuân được. Vẫn đang mùa xuân. Vâng. Chưa chuyển sang hè. Đang giao mùa mọi người ạ. Cho em hỏi Sơn La có mưa không? Đêm không mưa, ngày nắng, Sơn La thì lại không mưa nhá. Sơn La không mưa, nhiệt độ 21 đến 33 độ. Ở bên phía Tây nó có một cái dãy núi là dãy Hoàng Liên Sơn được che chắn ấy, thế nên là cái gió đông nam nó không di chuyển sang được. Bên đó được. Thì nó không bị. Vậy nên là mưa. Sơn La này, Điện Biên Phủ này, Lào Cai này sẽ nóng, nắng. Khi nào thì em giặt quần áo được ạ? À, BTV ơi. Khi nào giặt quần áo? Bây giờ trả lời như nào cho bạn ấy nhỉ? Chắc là bạn ấy ở miền Bắc rồi. Dạ, bạn ấy ở miền Bắc thôi. Khi nào giặt quần áo bây giờ? Chắc phải tới cuối tuần sau thì... Nhưng mà bây giờ phải tùy trường hợp nào chứ. Ví dụ như là nếu mà có máy sấy thì giặt luôn. Đúng vậy. Giặt hôm nào cũng được. Bây giờ nếu không có máy sấy, giặt xong rồi sấy khô luôn. Ừ. Thế nên là không phơi. Chứ phơi đồ trong nhà cũng chết. Bây giờ mà phơi đồ trong nhà cũng nồm ẩm, khó khô lắm. Chúng ta cũng nên là giặt quần áo thì nên giặt một ít một trong những ngày như thế này, không nên giặt quá nhiều, phơi cạnh nhau nó cũng không khô được. Vâng. Giặt một chút ít một thôi mọi người ạ. Khổ cái là ngày nào cũng phải mặc nhiều, mà giặt thì chỉ được giặt có ít một, không có được giặt hết. Không có quần áo mặc thì có thể là tình trạng chung của quý vị. Nhưng mà anh nghĩ là tầm này thì mọi người cũng sẽ có những cái máy điều hòa không khí nhiều rồi, gần như là nhiều nhà đã có rồi. Vâng. Thì chúng ta cũng có thể là dùng máy điều hòa, nó cũng làm khô quần áo tốt mà. Ví dụ như có chế độ dry nhé, chế độ hút ẩm thì là tốt nhất rồi. Vâng. Nhưng mà kể cả không có cái chế độ hút ẩm đi chăng nữa thì bật máy lạnh bình thường nó cũng làm khô. Vâng. Bởi vì là My thấy là khi mà chúng ta ngồi trong phòng điều hòa nhiều, chúng ta thấy da rẻ bị khô nhiều đi. Đúng không? Đúng thế. Thì có thể là quần áo chúng ta cũng nhanh khô hơn. Chứ còn phơi bình thường là khó khô lắm. Vâng. Hòa Bình thời tiết thế nào ạ? Khán giả Đinh Thị Xuân. Hòa Bình thì lại không mưa, ban ngày nắng, nhiệt độ 23 đến 30 độ ạ. Có máy sấy quần áo mà lo gì ạ? Nhưng mà bạn Trần Thanh Thảo ơi thì tùy thôi, không phải là nhà nào cũng có máy sấy. Ví dụ như Tùng này cũng chỉ là năm 1-2 năm gần đây mới có thôi, những năm trước cũng không có. Những năm trước cũng không có. Khi nhu cầu mình cần quá rồi sắm máy sấy thôi. Thái Bình ngày mai còn mưa không? Bạn mong tạnh giáo buổi sáng sớm. Thái Bình thì sáng sớm nó vẫn lất phất, có thể là có mưa nhỏ, mưa phùn, sương mù, nói chung hơi âm u một tí. Vâng. Nhiệt độ thì cũng 22-25, không cao. Bắc Giang bao giờ hết nồm? Miền Bắc nhìn chung, nhất là phía đông Bắc Bộ thì sẽ hết nồm vào thứ ba, thứ tư khi mà không khí lạnh về, mưa xuống và gây rét nhẹ. Thế là sẽ đỡ nồm ạ. Tây Nguyên chừng nào mưa ạ? Tây Nguyên khó và nha. Nam Bộ đang trong những chưa ngày có mà ít mưa trái mùa nên là không có một giọt mưa nào. Rất là khô và nóng. Mặc dù khu vực Tây Nguyên thì sẽ đỡ hơn so với Nam Bộ, nhưng ngày mai cũng là một ngày rất là nóng và khô luôn. Và ngày mai là đặc biệt là thành phố Gia Nghĩa. Nghĩa thì cũng lên tới 35 độ, là được coi là mức nắng nóng rồi. Ở
Tây Nguyên nhìn chung 33-34 là nóng. Cao đấy chứ bình tại thường. Tại vì mọi quanh năm cứ 20 đúng mấy rồi, độ thì làm xác. Sao mà không nóng. Toàn 20 mấy, 28, 29, 30 độ là cùng đúng không? Vâng. Lần này toàn 33-34 độ, tức là cũng là rất nóng so với cái khu vực đấy rồi. Vâng. Đấy, và ngày mai sẽ còn có Gia Nghĩa còn chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ cơ. Vĩnh Phúc. À, Vĩnh Phúc. VP. VP Vĩnh Phúc thì sao bạn? Hôm nào thì hết nồm. Thứ ba, thứ tư ạ, à, không khí vâng, lạnh về trời mưa thì hết nồm ạ. À. Quảng Ninh khả năng ngày mai vẫn mưa phùn đấy ạ. À. Đến thứ ba thì sẽ mưa to luôn. Khán giả Đạt Trần hỏi siêu này. Anh Tùng Tí có dẫn thời tiết dài hạn 7 ngày tới không? Trời ơi, bạn còn nắm được cả lịch của mình nữa. Có bạn nhá, hôm nay Tùng sẽ dẫn bản dự báo thời tiết cho 7 ngày. Bạn hãy xem và ủng hộ nhé. Tí nữa là có đấy ạ. Đúng là fan cứng của VTV thời tiết. Chắc chắn là bạn em phải xem rất là nhiều, vâng. Bạn em biết. À mọi người ơi, mọi người có thể là truy cập vào YouTube nhờ. Sẽ vâng, có cái vâng. Kênh dự báo thời tiết VTV. Thì mọi người sẽ cập hàng ngày thì chúng tôi cũng up vào đó những cái bản dự báo thời tiết đầy đủ. Vâng. Cách đó là cách để mà cập nhật thời tiết nhanh nhất. Tại vì nếu mà nhiều khi mình xem thời sự xong mình qua mất cái khung giờ để xem. Mọi người vào YouTube nhé. Mọi người vào YouTube ạ, và tên của kênh là Dự báo Thời tiết VTV nhỉ? Vâng ạ, Dự báo Thời tiết VTV, mọi người chỉ cần gõ như vậy ra thôi là sẽ ra những bản tin mới nhất được cập nhật hàng giờ. Trong ngày thì có rất là nhiều bản tin thời tiết và chúng tôi sẽ up hàng giờ lên. Và đừng quên cho chúng tôi một subscribe nhé mọi người. Và chúng ta còn có cả một kênh TikTok nữa. Vâng. Kênh TikTok, kênh đó thì sẽ có nhiều thứ kiểu thiên cũng là giải trí nữa. Giải trí vừa cung cấp cho các bạn kiến thức nhưng mà cũng là có cái hình thức giải trí nữa. Vâng. Tên của nó chính là... Và nếu mà ghi chữ tìm thì là Thời tiết Daily. Dạ, đúng rồi ạ. Thời tiết Daily. Không thì mọi người gõ dự báo thời tiết ra luôn. Hashtag rất đó. Là nhiều nên là không có nhầm kênh được đâu ạ. Và yên tâm là mọi người sẽ thấy những hình ảnh khác đi của các biên tập viên MC. Và mọi người rất là nhiều cái gọi là tài lẻ ấy nhỉ. Đấy. My là một trong những số đó này, đóng rất là nhiều các cái video ngắn ấy. Dạ. Gọi là gì ta, nhân cách khác. Các biên tập viên thời tiết vừa xinh vừa thân thiện này. Đây là khán giả Bon Bon, xin cảm ơn ạ. Mai Hòa Bình còn nồm không? Khả năng Hòa đến Bình... thứ ba sẽ đỡ. Không, Hòa Bình đỡ mà, Hòa Bình nắng nhiều mà. Hòa Bình cũng tương tự như một số nơi phía Tây. Ngày mai Hòa Bình đâu đó nó khoảng 30 độ. Nếu anh nhớ không nhầm, thử xem bao nhiêu. Hòa Bình 33. 33 độ cả. Đâu nhỉ? Không, 33 thì nó phải qua bên... Chưa đến 33 được, chỉ có Điện Biên Phủ thì mới 33 độ thôi. Hòa Bình chỉ khoảng 30 độ thôi. Chưa tìm thấy Hòa Bình. Đây, 30 độ C, ngày mai 30 độ C. Hà Nội thứ 3, thứ 4 khả năng hết nồm bạn Trần Yến nha. Nốt ngày mai nữa, nốt ngày mai tương tự như hôm nay, sau đó đến thứ 3, thứ 4 thì hết. Khán giả Tuấn kỹ thuật số, rét cho đỡ nồm. Bây giờ lại là câu hỏi đặt lên bàn cân. Mọi người thấy nồm dễ chịu hơn hay là rét dễ chịu hơn? Thế em vẫn chọn rét so với nắng hoặc là... rét thì em lại chọn rét. Tức là thời tiết như thế này kiểu nó cứ ẩm ương ấy. Nóng trở ra nóng xong lạnh trở ra lạnh ấy. Nên mọi người ảnh thích. Hưởng đến sinh hoạt của mọi người rất là nhiều. Khi mà đồ đạc thì không có giặt phơi được này. Chỉ toàn thấy nhược điểm rồi đúng không? Thứ nhất là mặc quần áo cũng khó, lắm lúc thì mặc phong phanh thì lại bị lạnh. Xong rồi mặc ấm ấm thì lại bị nóng. Đấy, xong quần áo thì phơi khó khô. Nhà thì ẩm ướt. Còn đi ngoài đường thì mưa phùn phùn, mặc áo mưa thì cũng chưa đến mức mà mặc áo mưa, còn không mặc thì đi lâu lại bị ướt. Nên lại cảm thấy thôi. Rét. Và thêm một cái nữa là chất lượng không khí cũng rất kém luôn trong những ngày mà nhiều mưa phùn, sương mù như vâng, này. Đúng. Hà Nội ngày 21 lạnh lắm không ạ? Không phải lạnh đâu ạ. 21 độ C. Ngày 21 là ngày thứ 5 rồi, thậm chí là nó sẽ càng tăng lên. Dần về cuối tuần thì là 27. Bắt đầu tạnh ráo dần. Thứ 5 thì tạnh ráo dần. Thế nên các khán giả ở Hà Nội cũng như là miền Đông Bắc Bộ là ráng đợi thêm một ngày nữa thôi là sẽ hết nồm rồi. Không khí lạnh về là sẽ hết nồm nhá. Huế mấy ngày tới có mưa không ạ? Này. Huế thì những ngày qua cũng nắng nhiều. Nếu mà có mưa thì chỉ một chút, có thể là về đêm và sáng không thôi. Mưa sáng sớm có một chút sương mù. Sương mù. Nhiều. Không mưa. Không mưa mọi người, sương mù đấy nhá, có một chút sương mù buổi sáng thôi, còn về cơ bản là tạnh ráo, nắng xuất hiện khá nhiều. Và nhiệt độ vừa phải đó là từ 24 cho đến 30 độ. Nói chung là thời tiết ok ạ.
Như vậy là chúng ta cũng trò chuyện khá là lâu rồi với nhiều với mọi người rồi, và cũng gần như là đi một dọc theo chiều dài của đất nước rồi, và không những là đi một lần mà chúng ta cứ lộn đi lộn lại rất Đúng nhiều vậy. lần rồi. Và nhắc đi nhắc lại cái key của ngày hôm nay cho quý vị khán giả biết là bao giờ hết nồm. Thế thì bây giờ chốt lại nhá, nếu mà có một cái thông tin thời tiết gì hot nhất hôm nay My muốn nhấn mạnh mọi người thì My muốn nói điều gì về thời tiết, muốn chia sẻ mọi người. Mọi người đừng lo lắng nữa, đến thứ ba là sẽ hết nồm. Thông tin thời tiết mà em muốn nhấn mạnh nhất trong 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 bản tin ngày hôm nay, bản tin livestream hôm nay. Và trời còn có thể là rét mọi người nhá, rét nhá. Thế nên là quần áo mà ấm chúng ta cũng đừng gọi là cất đi vội, có thể là vẫn phải dùng đấy trong ngày thứ ba và thứ tư ở miền Bắc. Như là thủ đô Hà Nội nhiệt độ được dự báo là chỉ khoảng 20 và 21 độ thôi, như vậy là trời vẫn còn rét ạ. Thì chúng ta vẫn phải sử dụng đến những chiếc áo khoác tương đối là dày đấy nhá mọi người nhá. Và sau đợt này thì mọi người cũng đừng cất vội, có thể là sẽ còn những còn cái đợt không khí những lạnh nữa. đợt không khí lạnh. Mọi người đừng quên là miền Bắc chúng ta còn có rét Nàng nàng bân. Bân. Đó. Đấy, và miền Trung thì sẽ có ảnh hưởng bởi không khí lạnh ở khu vực Bắc và Trung Trung Bộ. Thế nên là các khán giả ở đây cũng sẽ lưu ý là thứ ba thứ tư cũng sẽ có mưa và nhiệt độ hạ xuống nha. Còn các khán giả ở miền Nam thì vẫn trong cái tình trạng là nắng nóng nhiều ngày liên tiếp. Khán giả Nguyễn Sơn Tùng nhỉ, một khán giả phải nói là quá tuyệt vời. Ô, còn thấy thì có thấy Hằng My ở thời tiết cho bản tin miền Tây chiều nữa. Và thấy anh Tùng trên VTV5, đúng rồi, Tùng với My hôm nay là sâu. Phụ trách là đây, phụ trách là trực ở đây luôn, là lên hình các bản tin. Hai anh em rất là nhiều trong ngày hôm nay. Chính tỏ là bạn ấy theo dõi rất là nhiều luôn và kỹ luôn. Và bạn ơi, chúng tôi vẫn còn những bản tin tiếp theo nữa nhé. Một chút nữa thì Tùng sẽ gặp mọi người trong cái bản tin, bởi vì hôm nay là Chủ nhật. Chủ nhật hàng tuần thì sẽ có bản tin thời tiết đặc biệt sau chương trình thời sự mọi người nhé, vào khoảng 19:42. Hôm nay sẽ là bản tin thời tiết đặc biệt, là tổng kết lại tình hình thời tiết mấy ngày qua này và dự báo cho một tuần tới mọi người nhé. À, khán giả đã chào hai anh em mình rồi đây. Dạ, Tùng đẹp quá, khán giả Trang Minh thật ra không phải đâu mọi người ạ. Bây giờ nhá, bây giờ mà Tùng tắt đèn em phát này xong rồi tắt cái filter này chắc là mọi người sẽ ngất xỉu luôn. Không, là gì tới mức ngất xỉu đấy. Thế nên là đây là lên hình thì là thôi cũng phải, mọi người thông cảm, cũng phải có một tí filter đúng không, để trông cho nó. Nhưng mà lên hình trên TV thì chúng tôi không sử dụng một tí filter nào. Nói đi đùa rồi, cũng chắc cũng không đến mức ngất xỉu, đó, nhưng mà đấy, đấy, nhưng mà lên đây là cũng có filter đấy mọi người ơi, chứ bình thường thì có dạ ai mà như thế này mọi người. Môi hồng hồng OK, thế có lẽ là bây giờ thì Tùng và My sẽ phải nói lời tạm biệt mọi người. Mọi người ơi, hãy luôn luôn ủng hộ chúng tôi mỗi ngày với các bản tin dự báo thời tiết nha. Trên YouTube, trên Facebook, trên các bản tin của kênh VT, các kênh luôn. VTV1, rồi là 5, nhiều 8, kênh 4. Luôn. Vâng. Mọi người hãy ủng hộ chúng tôi nhé. Hãy luôn luôn theo dõi các chương trình chúng tôi. Nếu có thể hãy thả tim, thả like và dành cho chúng tôi những cái comment nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Thank you. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại mọi người trong những cái phiên livestream và những cái bản tin tiếp theo của Thời tiết VTV nha. Tạm biệt mọi người. Xin chào. Chúc mọi người một buổi tối vui vẻ nha.